gì chế độ tư bản sao giàu dữ vậy? Tao giờ tao kể mày tao nghe 10 nước nghèo nhất toàn tư bản không? Vậy sao chế độ tư bản giàu được? Đúng không? Trời ơi, tụi bay kiến thức như con ruồi. Bây giờ tao kể mày 10 nước nghèo nhất toàn tư bản không? Đúng không? Giờ tao hỏi mày Sudan tư chế độ gì? Hả? Giờ tao hỏi mày luôn nè, tao hỏi vô cái vùng nhạy cảm nè, Venezuela chế độ gì? Đó, trả lời đi. Đó, mày mày nói Venezuela chế độ gì? Ơi ơi. Ơi 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 ơi, mình đau là phải triệt để nha mày. 10 nước nghèo nhất thế giới. Chơi phải chơi triệt để, em Út nó mới nể. Nè. Kiểu gì đam được, có đam ngược được, đam xuôi cũng được. Này chính xác không trời? Này chữ nhỏ quá. Còn nói tóm lại. Không, rồi ok, cho mày coi 10 nước. 10 nước nghèo nhất thế giới, đầu tiên là Burundi. Đó, Burundi nha. Vàng bạc đá quý kim cương cũng nhiều lắm. Thằng này theo chế độ gì chắc không phải xã hội chủ nghĩa rồi đúng không? Mà cứ không phải xã hội chủ nghĩa là tư bản thôi. Vậy đi. Cộng hòa Trung Phi. Đó. Trung Phi Cộng hòa. Rồi, Cộng hòa Dân chủ Congo, đó ba nước rồi nha. Maroc, bốn nước. Nigeria, đồ con này nghèo nhất luôn, năm nước. Mozambique, sáu nước. Liberia, đồ con này quen quen nha. Thằng này quen quen nha, bảy nước. Nam Sudan, tám nước. Comoro, chín nước. Madagascar, 10 nước. Má ơi, toàn tư bản không. Rồi trả lời sao giờ? Hả? Rồi giờ lên còn gì để nói không Văn lên? Hả? Có phụt không Văn lên? Có phụt không? Bao lâu nữa mới có thể kiểm soát được dịch à? Không biết em. Anh sao biết được chuyện đó? Tự nhiên mấy thằng đó thả pháo đàm xong nó im tập thể luôn. Gì? Ukraine không có Biển Đông. Việt Nam mình có sợ gì Mỹ không chơi? Ngu gì đi chơi với thằng Tàu nghèo tới giờ? Thôi mày lộn xộn quá mày ơi. Đúng không? Ukraine không có Biển Đông, má ơi mày quay ra mà nhìn coi Ukraine có cái gì, mắc ngu luôn. Ukraine có Rim mà mày nói Ukraine không Biển Đông, mỗi nước có một cái vị thế, hiểu không? Đây quay lại Ukraine, má Ukraine không có Biển Đông đâu, má Ukraine nó có cái biển này còn ghê hơn Biển Đông nữa đó. Ukraine có Biển Đen, một đống nước trong này nó muốn ra biển nó ra đường nào mày? Hả, mày ăn cái gì sao mày mày phản động mà mày ngu vậy? Trời ơi trời, đúng không? Ukraine không có Biển Đông mà Ukraine có Biển Đen đó. Còn gì, còn gì Ukraine, Việt Nam mình có gì sợ Mỹ không chơi? Ngu gì đi chơi với thằng Tàu nghèo tới giờ? Cậy mẹ chơi với cả hai mới khôn, hiểu không? Đó, chơi với cả hai mới khôn. Vậy thôi, hồi nãy mày nói đó, mày đòi thành Nam Hàn, thì bây giờ tao nói mày gọi nó lỡ nó thành Nam Hàn, thành Afghanistan, cái thành Ukraine thì sao? Thì sao mày không trả lời tao câu đó? Bây giờ tao nói nè, hồi nãy á mày trả lời câu đó thì tao để yên. Còn mày không dám trả lời anh câu đó, tao lóc mày gãy cổ. Vậy thôi, phe quá rồi. Đó, cho mày thời gian 30 giây suy nghĩ. Không có chuyện đam thua chạy, không có. Đâu có đam thua phải để lại cái gì chứ không có đam thua chạy. Một là khóc lóc xin lỗi, còn hai là phải sao đó. Đúng không? Hợp lý không các bạn? Công bằng không? Rồi thả pháo rồi nè, thằng Vũ Nguyên. Bây giờ anh hỏi mày, mày nói cộng sản còn 5 nước, đúng không? Vậy thì anh hỏi mày Venezuela là quốc gia theo chế độ nào? Rồi trả lời đi, không trả lời lóc. Giờ chạy KPI mấy em, thằng nói Dương Khoa Nguyễn hai thằng nha. Nó thằng Đăng Khoa đâu rồi? Vũ Nguyên nha. Vậy không anh hỏi mày vậy đó. Vậy Venezuela theo chế độ nào? Hết giờ rồi anh đúng không? Rồi hết giờ nó chết rồi xiền. Đợi tí Google hả? Rồi ok cho mày đợi luôn. Ít ra mày nói vậy cũng được, bạn nó không biết rồi nó nói đợi tí Google. Anh cho em đợi Google. Thoải mái, ít ra là em phải trả lời để cho anh biết em như thế nào, hiểu không? Rồi xong rồi, còn thằng Đăng Khoa là thằng chết chắc rồi đó. Thằng Đăng Khoa là cái thằng này nó không dám trả lời mình. Đâu rồi ta, đừng comment nữa, ba em trôi comment Đăng Khoa bạn dứt nó xong cái đã. Chơi cái app này khó kiếm nó quá. Khi Đăng Khoa đi trăm người đưa tiễn, khi Đăng Khoa về kiệu tám người khiêng. Chiếc xe lam từ từ lăn bánh, chở Đăng Khoa về nghĩa địa bình yên. Tiếng chuông chùa chiều nay đang đổ, hồn Đăng Khoa lai vãng nơi mồ. Bon! BK máy rồi mấy em, lên đường nha Đăng Khoa. Đàn ông như mày thôi đập đầu chết mẹ cho rồi. Ông chơi là phải chơi, chơi là phải chịu. Giống như Vũ Nguyên vậy cũng được, mày không biết mày tìm Google thoải mái. Tìm tìm Google xong chưa Vũ Nguyên? Không, anh hỏi thôi, em chưa tìm được thì em cần bao nhiêu phút em nói anh chờ. À, xong anh đi anh kiếm người khác nha. Nó rep rồi kìa ba, nó rep trễ rồi.
đâu đâu nó ép đâu không, tao không đọc được, tao lóc nó rồi, trễ rồi. Đăng Khoa nó trả lời kìa, trễ rồi, muộn rồi. Một khi anh đã bon rồi thì mọi chuyện nó đã không có ý nghĩa nữa mấy em. Lào, Cuba, Bắc Hàn cũng không hơn châu Phi đi đâu anh ơi. Rồi ok, thằng này chuẩn bị 3 triệu chắc chắn rồi, khỏi chạy rồi con, đúng không bé? Bây giờ 10 nước nghèo nhất thế giới đúng không, 10 nước nghèo nhất thế giới toàn châu Phi không à, mà bây giờ á trong 10 nước nghèo nhất thế giới không có thằng Lào, không có thằng Bắc Hàn gì đó, cũng không có thằng Cuba. Ok, vậy thì cái câu nói của mày là câu nói xàm, vậy thì mày đang cố cãi một cái mà mày xàm, đúng chưa? Đó thì cái cãi của mày nó quá sai thì chắc chắn là mày phải chết, đúng không? Cái này là mày cố cãi mà cãi xàm xí nó được không? Bây giờ 10 nước nghèo nhất thế giới toàn châu Phi không, đâu có thằng Lào đâu, đâu có Cuba đâu, thì tại sao em dám nói rằng Lào, Cuba cũng không hơn châu Phi? Tao không nằm trong 10 nước đó, tao hơn rồi, mày phụt không? Mày có phục không, phục gì cũng chết thôi. Khi Dũng đổ đi trăm người đưa tiễn, khi Dũng đổ về triệu tám người khiêng, chiếc xe lam từ từ lăn bánh, chở Dũng đổ vào nghĩa địa bình yên. Tiếng chuông chùa chiều nay đã đổ, hồn Dũng đổ lai vãng nơi mồ. Bon mấy mấy rồi bạn, 9 hay 8 rồi, nhiêu đó các bạn, nhiêu rồi, nhiêu rồi, 9 hay 8 rồi, không quá rõ ràng đâu, phải chết rồi sao được khác được. Venezuela làm gì có quyền tự quyết mà đòi theo cái nào hả sếp? Làm những có quyền tự quyết bầu cử bình thường nha. Nghĩ sao mà đem mấy nước nghèo châu Phi ra nói về trời? Ủa đâu gì đâu, ủa thằng kia đó họ nó nói là tư bản giàu thì tao kể cho mày nghe, 10 nước nghèo nhất là tư bản, vậy thì đụng mày đủ chết rồi đúng không? Tự nhiên mày thả pháo tao đam mày, cái xong rồi mày nói ơi làm gì đem mấy nước châu Phi ra nói trời. Ủa, chơi gì phụ nữ vậy đó, chơi gì phụ nữ vậy mấy em, hợp lý không? Bây giờ nó nói tại tại sao tư bản giàu quá thì mình chỉ cho nó 10 nước nghèo nhất toàn tư bản không, còn lời gì nói nữa không? Không người ta cho mày 20 nước cũng dính tư bản không à. Đó, vậy thì nếu nếu vậy thì á, nếu mà tư bản thật sự là giàu, bản chất của tư bản là giàu thì tại sao những nước kia nó không giàu vậy thôi. Ví dụ như một hai nước thì tao nói là xui, còn này cả trăm nước đó, thì vậy thì ví dụ như bạn nói đúng không, bây giờ bạn nói là thế giới có năm nước sau chủ nghĩa, vậy thì tôi khẳng định là có 195 nước tư bản đúng chưa, có 195 nước tư bản. Vậy thì bây giờ bạn kể những nước tư bản giàu đi, bạn kể những nước tư bản giàu, ví dụ bạn kể được 20 nước thì tôi lấy 195 tôi trừ ra 20 thì bạn cũng toàn luôn đó. Thì cái tư bản giàu thì theo phổ thông đầu phiếu thì bây giờ á 195 chia 2 ra nhiêu, coi như 199 chia 2 ra 95 đúng không, thì phải 96 nước giàu, ok, thì phải 96 nước giàu thì lúc đó đó thì bạn mới đúng, đúng không, đúng chưa? Chứ còn bây giờ nó chỉ có chừng chục nước, 20 nước, mấy nước kia ui sao được. Tình hình là hôm nay ở trên mạng em thấy một ông chủ phòng gym cao cấp xuất thân là vận động viên chuyên nghiệp, ổng nói tôi chỉ học hết lớp 6 nên tôi sử dụng steroid để đổi lấy danh tiếng rồi làm giàu từ danh tiếng đó, dùng sức khỏe để đổi thành công, có đáng không anh? Cái đó là việc chọn lựa của người ta, cái đó là sự chọn lựa của người ta, hiểu không? Còn em cảm thấy làm vậy đúng hay không đúng đó là suy nghĩ của em. Nước nào trên thế giới giờ bị Covid nhiều nhất vậy? Mỹ đế. Sao còn hai đứa nữa kiếm ra trời, gì bài hát không chiêu nổi tí nào luôn anh, làm sao? Nói cho nó rõ rõ coi, chiêu là gì? Anh Duy có quen Lý Đức không anh? Biết thôi em, biết thôi chứ quen theo em như thế nào là quen. Anh Duy có bán cổ phần BBT không anh? Không, chiêu là phê đó anh. Ở bài hát gì không phê, muốn nghe nữa hả? Đắk Lắk chào sếp Duy. Chào bạn. Đi làm nhân viên văn phòng lương 8 triệu so với làm công nhân lương 12 triệu, chọn nào anh? Nhân viên văn phòng ông ơi, làm công nhân nhiều khi nó thứ nhất là cái sự thăng tiến nó không có, thứ hai á, nhiều khi chịu áp lực trong công việc này nọ kia, hiểu không? Chứ nhiều khi mình đi ra đường mình nói chuyện này nọ kia nó cũng có những cái thiệt thòi, thì mấy em nên chọn làm nhân viên văn phòng đi, lương không phải là quan trọng, công việc nó mang lại cho mình cái gì nữa, nó mang lại cho mình môi trường, hiểu không? Nó mang cho mình nhiều những thứ khác, nó mang cho mình sự học hỏi và nó làm cái bệ phóng địa vị của mình trong tương lai. Ai thấy hay thì like đi, hoặc lên số 1 cũng được, đã Duy Nguyễn không coi được like. Hình như ngày xưa anh cũng idol anh Lý Đức đúng không anh? Nói chung ai là mang lại gì cho dân cho nước thì anh Duy tôn trọng hết, còn trong anh không có khái niệm của chữ idol vậy thôi. Bất cứ người nào không phân biệt nghề nghiệp, không phân biệt tuổi tác, làm cái điều gì có ích cho xã hội, làm cái gì có lợi cho đất nước thì anh Duy Nguyễn đều tôn trọng, kính trọng luôn cũng được à, ngưỡng mộ, tùy tùy việc, có việc ngưỡng mộ luôn được, có việc ngưỡng mộ luôn.
idol Hàn Quốc không anh à, thấy không? Này nữa không, thằng này là thằng này nè, khi Trần Sang đi trăm người đưa tiễn, khi Trần Sang về kiệu tám người khiêng, chiếc xe lam từ từ lăn bánh chở Trần Sang vào nghĩa địa bình yên. Bon không, bon lý do lóc thằng này, thứ nhất là comment xàm, thứ hai là nó thả số 2, hai cái này gộp lại suy ra thằng này không phải lỡ tay mà thằng này là bại não, phải không, nên bon luôn đó mà chính rồi đó ba. Cảm ơn mày nha, hôm nay Buôn Mê Thuột hết chỉ thị 16 rồi sếp, vui quá vậy hả em, nhưng mà chưa, vẫn chưa mở cửa phòng gym được đúng không. À, tiếng Việt được lọt vào top 20 ngôn ngữ sử dụng nhiều nhất thế giới, tại Việt Nam mình dân số hơn triệu ra. Hai quân mới có gì đặc biệt không anh? Cũng bình thường, nói chung thì có người đó đặc biệt thì mày bỏ tiền đó mày mua mày chơi đi, có 5 6 đô chứ mấy. Rồi 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 rồi, bonus luôn. Bonus luôn nha. Khi nờ con đi trăm người đưa tiễn, khi nờ con về kiểu tám người khiêng, chiếc xe lam từ từ lăn bánh chở nờ con vào nghĩa địa bình yên. Tiếng chuông chùa chiều nay đã đổ, hồn nờ con lai vãng nơi mồ. Bon gì à, không phải phản động như đưa thông tin sai lệch kiểu như GDP Việt Nam 500 tỷ thì anh có lóc không anh, cũng tùy vào cái độ khùng của nó như thế nào nữa, câu này khó nói lắm em. Thấy không, tùy vào cái độ khùng của nó thế nào chứ, khùng vừa vừa thôi thì ok, mà khùng quá ai chịu nói. À, tao vẫn còn sống nè Di Nguyễn ơi, không giết được Nghiêm đâu nhé, thì giờ giết tiếp bon, đơn giản. Mày comment dài vậy đó, mày gõ nhiêu lâu tao bon mày có một cái á, chơi kèo này chơi tới chết tao cũng lời nữa. Đúng là mấy thằng trẻ trâu thách mấy bạn. Bây giờ tao hỏi tao chọt mày một cái, chứ mày tạo ngạt với mày vô mày rep comment cái nào mà lâu hơn. Thế thôi, bài toán kinh doanh siêu lợi nhuận nha, hiệu trình thứ mấy, thứ năm thứ sáu gì đó bạn. À, gì trong trường đại học mà có phản giảng viên phản động thì mình lên thế nào, quay phim hay là ghi âm gì đó rồi gửi nơi nào cần gửi. BK8 nè hả, ok còn vũ gì đó xong chưa, vũ vũ gì đó nhanh nhanh hết pin ba ơi, còn hai người nữa nha, xong có thằng nào láo láo để tiễn liền cái phát một luôn cho chết luôn cho rồi, vô comment sắp sóc chửi chơi mấy em chứ khuya rồi cũng mệt lắm á, hiểu không, 12 giờ mấy rồi chắc nghỉ quá thôi, ngày mai bù. Trận game 1-3 giờ không có ai chứ, người ta còn hai người nữa. Ai mày cho đi không các bạn, thì cho đi không, anh Duy chơi game gì vậy anh Duy, đế chế với thập tự chinh nè, gì hỏi hay mà anh nè. Ông lót thế sao tụi trẩu nó dám hó hé, không tới thời nó vô nó cũng đông lắm em, không phải nó ngại đâu, không thì ngày mai bù chứ giờ sao giờ, chứ giờ nó vô nó cũng không, tôi lóc thằng nào nó đáng lóc thôi à, chứ mấy người bình thường lóc gì, mấy người bình thường người ta nói chuyện vẫn đàng hoàng thì có sao đâu, đừng có ngại đó, mình nói chuyện mình thua mình chịu vậy thôi à đó. Duy Nguyễn hỏi thì trả lời, bạn hỏi tôi trả lời, tôi hỏi bạn mà phải trả lời, tương tác qua lại vậy thôi sao lóc được, thôi đừng đừng ấy mà vô đi, ngại ngùng gì cũng biết nữa lẹ lẹ đó. À, ông lóc vậy ai dám comment nữa, sợ lỡ mồm thì sao, bạn yên tâm đi, tôi chỉ lóc một người, đó là bản chất chứ không phải đó là hiện tượng, ông lỡ mồm không như tôi lóc ông, yên tâm đi nha, nên các bạn cứ yên tâm đi đó, các bạn lỡ mồm lỡ miệng như đó chắc chắn không bao giờ bị lóc đó, mà tôi lóc một đứa nào đó là bản chất nó sẽ bị lóc chứ không phải là do là nó lỡ mồm mà tôi lóc nó, hiểu chưa, nên anh em cứ bình tĩnh thả pháo đi mấy anh em, không sao đâu nha. À, gì quay có hình ảnh vẫn hơn ghi âm, không mang làm chứng được, nhưng mà quay trước mặt muốn chết sao mày, ghi âm thôi cũng ok rồi đó,